Mà thật ra thì làm phục vụ cũng chẳng cần kinh nghiệm gì cả, chỉ cần ngoại hình là được rồi. Để lau giúp cho. Dạ, em tự làm được rồi. Để anh giúp cho mà. Ê, anh buông em ra thì anh làm cái gì kìa cục vậy? Tao nhìn cái mặt mày là tao biết rồi. Cáo độ lúc người nè. Giấu đầu kỹ dữ người ta. Dạ, anh gì ơi. Giật hết cả mình. Đi đâu đây? Dạ, em tới đây để xin việc làm thêm mà. À, anh, em có con bé em đó. Làm gì đứng tụm năm tụm ba đó? Con bé sinh viên đến xin việc làm, trông cũng xinh xắn đấy. Ông đi vô trong đi, hết việc rồi. Sinh viên hả? Có kinh nghiệm làm phục vụ bao giờ chưa? Dạ không chị ơi, bé nó mới lên đi học đại học mà, làm gì có kinh nghiệm thì. Ừ, hỏi nó hay hỏi cậu? Dạ, em xin lỗi. Mà thật ra thì làm phục vụ cũng chẳng cần kinh nghiệm gì cả, chỉ cần ngoại hình là được rồi. Mà thí dụ như nhận rồi thì chừng nào vô làm? Em đi làm từ ngày mai được luôn á chị. Ok, vậy mai vô thử việc luôn đi. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Để anh lau giúp cho. Dạ, em tự làm được rồi. Để anh giúp cho mà. Ê, anh buông em ra đi, anh làm cái gì kìa cục vậy? Anh Tilo, sao anh tới đây vậy? Anh qua đây, anh chưa với lại coi mày làm ăn sao rồi. Cậu bảo làm được rồi đúng không? Làm cái gì sùm vậy? Cái này là cái quán chứ không phải cái chợ đâu mà buôn dưa lê dữ vậy mày. Còn ông nữa, liệu hồn á? Tôi làm cái gì đâu. Đi đâu ạ? Đi chợ chứ đi đâu. Không tính lấy nguyên liệu về bán à? Anh ăn cái gì để em mang ra luôn cho. Ăn cái gì mà ăn? Ai bán cho cậu mang? Nhìn cái mặt là thấy ghét. Đi tới đâu cũng có chuyện. Ừ. Kỳ á, tự nhiên quán mà chê khách. Thái độ kỳ vậy. Alo. Chắc là em tự đi làm trước nha. Mày để xíu đi, hồi anh xong việc anh chở mày đi làm. Em tự đi được mà. Tao gần xong rồi. Em tự đi được mà, tại vì em nhớ đường rồi á. Mày điên á, mày biết đường đâu mà mày đi. Con mày. Dạ em chào chị, em mới tới. Đứng lại đó. Sao chị đánh em? Cái đồ ăn cắp như mày thì tao tiếc gì mà tao không đánh. Đồng hồ của tao đâu? Mau ói ra. Đồng hồ gì chị? Em đâu có biết đâu. Cái đồng hồ vợ tao để dưới bàn thu ngân. Mày dọn dẹp xong mới xu luôn rồi đúng không? Có, em không có lấy. Mày đừng có mà chối. Tao nhìn cái mặt mày là tao biết rồi. Cáo độ lúc người nè. Giờ mày có trả không? Mày không trả tao đánh mày ra bả luôn đó. Từ từ, đánh nó sau. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Bây giờ cái đồng hồ trị giá 15 triệu mày không có tiền đền ấy thì ký vào cái giấy nợ này. Nhưng mà em không có lấy đồng hồ của anh chị. Bây giờ mày có ký không? Nhưng mà em không có lấy thiệt, anh chị tha cho em thì em không có lấy. Mày mà không ký ấy, tao đánh cho má mày nhận không ra luôn ấy. Anh chị làm gì vậy? Sao đánh em gái tôi? Con em gái mày ăn trộm cái đồng hồ của vợ tao. Giờ nó không có tiền đền, mày có tiền thì đền cho nó đi. Đừng có ăn nói vô lý như vậy. Anh chị có bằng chứng không? Sao nói nó ăn cắp? Cần gì bằng chứng?
Nhìn cái mặt nó là đủ biết rồi. Ở đây có máy quay an ninh kìa, có ngon thì check đi. Ok, check thì check. Tránh ra. Trời ơi, ông bị điên hả? Tại sao lại làm như vậy? Để gán nợ cho làm cái gì? Nó cờ bạc thiếu tao 300 triệu. Hả? 300 triệu? Còn cái đồng hồ rẻ tiền này á mà gán cái gì? Tao mới vừa đi chết xong. Sẵn đây tao nói cho vợ chồng mày biết luôn, nếu vợ chồng mày mà không sắp xếp trả nợ cho sớm thì tao qua lấy luôn cái quán của tụi mày. Nhớ đó. Trời ơi. Rồi em gái tôi, anh chị tính sao? Mỹ, em cho chị xin lỗi nha, tại vì chị nóng giận quá. Nóng giận là được đánh đập người khác hả? Anh chị chờ đi, anh chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. À, công an tới luôn rồi kìa. Thôi đừng buồn nữa, đi về. Em cảm ơn anh Tilo. Nếu như mà không có anh Tilo á, chắc là em mang tiếng ăn cắp cả đời này luôn á. Nhưng mà sao anh Tilo biết em gặp chuyện không hay mà anh Tilo qua đây vậy? Anh là thầy giáo mà, cái gì mà anh không biết. Dạ. I'm getting faded, my heart is racing, taking me higher, taking me higher, drunk on the poison, I'm hearing.